Chào các bạn, tiểu sử diễn viên Thanh Thủy. Thanh Thủy tên thật là Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh vào ngày 24 tháng 9 năm 1963, là một diễn viên hài, diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, người dẫn chương trình và đạo diễn sân khấu nổi tiếng của Việt Nam. Chị từng đoạt 4 giải Mai Vàng của báo Người Lao Động và nhiều giải thưởng khác. Mặc dù được đào tạo chính quy ngành đạo diễn tại trường nghệ thuật sân khấu 2, Thanh Thủy lại nổi tiếng với vai trò diễn viên. Thanh Thủy có khả năng diễn xuất đa dạng từ bi đến hài và được mệnh danh là nghệ sĩ của muôn mặt. Chị phần nhiều đã tham gia diễn xuất kịch nói tại sân khấu Ikedat 5B Võ Văn Tần và sân khấu Nụ Cười Mới, cũng như tham gia vào các phim truyền hình và các vở kịch truyền hình ngắn, cũng như là một MC trong loạt kịch thiếu nhi ngày xưa trên HTV7. Khoảng 10 năm trở lại đây, người ta nhớ đến Thanh Thủy với những vai diễn nhiều sức nặng về tâm lý, đòi hỏi ở diễn viên cả về kỹ năng cũng như sự trải nghiệm sâu sắc trong cuộc sống đời thường. Sinh ra trong một gia đình công chức, mặc dù cả gia đình cũng như chính bản thân đều muốn theo nghề giáo, nhưng Thanh Thủy lại thành danh trên sân khấu với vai trò diễn viên. Thanh Thủy tin sự ảnh hưởng của ông nội, một họa sĩ đã từng là giảng viên mỹ thuật trường mỹ thuật Biên Hòa, Đồng Nai, đã hướng chị đến với nghệ thuật. Thanh Thủy tốt nghiệp đạo diễn nhưng thành công với vai trò diễn viên trong nhiều thể loại cũng như sân khấu cải lương. Sự nghiệp của chị đã trải qua nhiều thăng trầm. Năm 23 tuổi, khi tốt nghiệp, Thanh Thủy làm giáo viên phụ giảng khóa đào tạo diễn viên điện ảnh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh cho thầy Nguyễn Văn Phúc và cô Kim Chi được 4 năm. Khi ra trường, chị đã từng cùng Mỹ Dung, Phùng Nguyên mở tiệm bán quần áo trên đường Cống Quỳnh. Tiệm đóng cửa, chị về quê gần 3 năm cho đến khi nhận lời xuất hiện lại trong chương trình ca nhạc hài kịch Việt Nam Thương Nhớ của nghệ sĩ Minh Phượng. Tuy chương trình thành công lớn, nhưng Thanh Thủy vẫn ngần ngại quay lại với nghề. Về sau, Thu Hồng là biên tập viên Ban Văn nghệ Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã đưa Thanh Thủy về làm vở Trở Về Mái Nhà Xưa diễn tại nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần. Khi đó, chị mới nhận ra niềm khao khát với nghề và muốn theo nghề trở lại. Thanh Thủy chia sẻ, trong vở diễn có đoạn Lena nói về quá khứ của mình, nỗi khao khát được quay lại mái nhà xưa, lúc đó tôi khóc đến nỗi không nói rõ câu thoại. Chị cũng từng lập nhóm tấu hài với Quốc Thảo và Minh Phượng, từng là bạn diễn ăn ý của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cho các vở hài kịch của sân khấu Ikedat, cũng như Cậu Đồng, Cô Chủ Quán Xinh Đẹp, Cái Cáp Vàng, Người Tốt Thành Tứ Xuyên, cũng như cùng nghệ sĩ Hoài Linh tham gia nhiều vở hài kịch thành công trên sân khấu Nụ Cười Mới của ông Bảo Hữu Lộc như Người Nhà Quê, Chuyện Sân Gà. Một người bạn đã giới thiệu Thanh Thủy với chồng là anh Tráng vào năm 1991 khi đi nghe đêm hòa nhạc do nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn biểu diễn tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Họ quen nhau rồi tiến tới hôn nhân vào năm 1993. Gia đình Thanh Thủy có hai con trai riêng của chồng và hai con gái Nhật Thanh và Giang Thanh. Các bộ phim mà Thanh Thủy đã tham gia: Cát Bụi Hè Đường, Mảnh Trăng Côi, Cái Bóng Bên Chồng, Mùi Ngò Gai, Chết Lúc Nửa Đêm, Hồi Xuân, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Tam Nam Vấn Phú, Chiếc Giường Chia Đôi, Cưới Ngay Kẻo Lỡ, Chào Tình Yêu, Nàng Men Chàng Bóng, Người Hoàn Hảo, Mua Láng Giềng Gần, Hương Tình, Ai Cũng Có Tết, Cưới Ngay Kẻo Tết, Người Nhà Quê, Gia Đình Hết Sảy, Chuyện Gia Đình Vàng, Oan Gia Ngang Trái, Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, Vợ Tôi Sợ, Gia Đình Đốc Tờ Bèo, Tết Tết Tết, Vợ Ơi Em Ở Đâu, Cô Nàng Nặng Cân, Sau Ánh Hào Quang, Ngốc Ơi Tuổi 17, Người Mẹ Nhí, Ô Xin Nổi Loạn, Cưới Chạy Kịp Xuân, Tết Ơi Xuân À, Âu Ơi Ví Dầu, Yêu Anh Em Dám Không, Năm Sau Con Lại Về, Vừa Đi Vừa Khóc, Hàng Xóm, Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa, Làm Dâu, Hello Cô Ba, Cá Rô Em Yêu Anh, Khung Nam Ai, Chuyện Gì Đang Xảy Ra, Lênh Đênh Phận Bạc, Lấy Chồng Cho Mẹ. Các vở hài kịch mà chị đã tham gia: Chuyện Sân Gà, Chuyện Tình Trang Họa Sĩ, Người Nhà Quê, Ghen, Cần Gì, Kỳ Ngộ, Chuyện Trạng, Mẹ Chồng Dạy Nàng Dâu, Chàng Công Tử và Cô Bán Bánh Giỏ, Bóng Ma Lúc Không Giờ, Trúng Số, Ông Ngoại Bà Nội, Chết Chắc Rồi, Tam Cô Ế Chồng, Đánh Ghen, Tuyển Lính Cho Chồng, Đồ Quỷ, Con Và Rẻ, Đại Ca Gia Tù, Xanh Hợi Diệt Tí, Trúng Mối Sộp, Bao Bầu, Ông Bán Mồi Bà Bán Rượu, Vòng Phấn, Lời Như Đồn,
tình đồng đội, xàm hài, cô bé quàng khăn đỏ, chồng ơi ở đâu, vụ án bên đường, trả giá, gia đình vui vẻ, hào nhoáng showbiz, báo động cấp 3, cậu bé mũi đỏ, bể mánh, gian cảnh, sập bẫy, bảo đảm không bảo đảm, trên mảnh đất này, thích là nhịch, làm vợ hay làm mèo, cần gì, khu phố văn hóa, máu đỏ đen, em là bức tường của anh, gia đình bá đạo, đội đời hay đảo đời, săn đại gia, vì sao thế, anh em như thể tay chân, nghe lời thầy bói, giấc mơ đoàn tụ, ai chịu, trộm tại gia, cuộc gọi lúc nửa đêm, người nổi tiếng, cha con tí tẻo, công nghệ làm đẹp, hú hồn, truy lùng đinh tặc, ấm sứt vòi, chia sứt, tình xưa tình này, bến sông kỷ niệm, ba muốn cưới ô xin, con bói, chuyện tình anh nô thị mầu. Và rất nhiều các tác phẩm khác mà chị đã tham gia. Với giải thưởng mà chị đã đạt được, huy chương vàng liên hoan sân khấu mùa thu năm 1998, giải mai vàng cho nữ diễn viên kịch nói năm 1998, giải mai vàng nữ diễn viên kịch nói được yêu thích nhất năm 2007, giải mai vàng năm 2003 dành cho đạo diễn sân khấu, giải mai vàng do bạn đọc bình chọn năm 1999, diễn viên ấn tượng năm 2000, giải HTV Upwork năm 2007 cho nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, giải HTV Upwork năm 2011 cho nữ diễn viên kịch nói và hài được yêu thích nhất, giải mai vàng nữ diễn viên kịch nói được yêu thích nhất năm 2005. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.